Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 34 của Nữ Quỷ Pháp Sư. Bắt đầu lần theo dấu vết về quá khứ của chị Cố. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà tốn ra video mới trên kênh youtube Quảng Hà Tốn Live. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. lẽ cả đời chưa bao giờ thấy người nào đẹp đến như vậy một thân áo bào trắng một tay cầm thiền trượng đạp trăng mà đến trông vô cùng phiêu giật sư phụ cõng ông xuống núi lúc đó máu trên người của ông thấm bẩn hết cả tăng bào của sư phụ nhưng sư phụ lại không hề ngại còn trị thương cho ông cho ông ăn cơm từ đó về sau ông không đi đâu cả có thời gian liền đến ngôi chùa ở đầu thôn quét rác sắp xếp sách vở Sau đó liền làm chú tiểu đi theo sư phụ Rồi cũng không ai dám bắt nạt ông nữa Bởi vì sư phụ rất có uy vọng Ngay cả thôn trưởng cũng phải đối xử với sư phụ rất khách khí Cũng vì vậy mà hay dặn dò ông một chút Nhắc ông ngoan ngoãn đi theo sư phụ học tập Phật Pháp Đối với một đứa trẻ không có nhà để về như ông có thể nói lúc đó Đó là nơi tuyệt vời nhất nhưng ông cũng thường xuyên nhớ đến cô gái tóc dài đã từng cứu ông ra khỏi cái bẫy lợn rừng thoạt nhìn trông thì có vẻ khủng bố ông đã từng hỏi sư phụ sư phụ ngọn núi này có tinh quái không hả sư phụ sư phụ hỏi thứ gì là tinh thứ gì là quái người cứu con là tinh quái hay người đem con đẩy xuống là tinh quái ông mơ hồ chỉ nói sư phụ nói đều có đạo lý người cứu ông là người tốt mà người hại ông là kẻ xấu sau này có một đêm ông đột nhiên thấy sư phụ từ trong thiện phòng đi ra trong miệng nói con quỷ nhỏ ngốc nghếch lúc đó ông mờ mịt hỏi sư phụ sư phụ con quỷ nhỏ gì vậy sư phụ nhìn trời một lát đoạn nói là một con quỷ nhỏ không biết trời cao đất rộng cái gì cũng dám ăn Ông vẫn không hiểu, sư phụ lại không nói thêm gì nữa Ngày hôm sau sư phụ liền lên núi Ông len lén đi theo, nép đằng sau gốc cây Nhìn thấy nữ quỷ tóc dài từng cứu ông kia Đang đau đến mức lăn lộn Vừa nhìn thấy sư phụ liền khóc tu tu chạy trốn Lúc ấy ông cảm thấy cô gái tóc dài vốn rất đáng sợ Nhưng đã không còn đáng sợ nữa Sư phụ, Sư phụ Sư phụ Người lại đang nghĩ cái gì vậy Liễu Nguyện quay lại Cốc vào chán của tiểu đồ đệ Ai đi nhanh lên Nhìn thấy người là ta thấy phiền đó Tịnh hành ngơ ngác Liễu Nguyện chắp tay sau lưng Liền đi ra Thôi có thể lúc còn sống Được nhìn thấy cố tỷ tỷ Đã là chuyện không dễ dàng Sư phụ của mình nói không sai Cố tỷ tỷ đã thật sự trở lại Hoạt động nghiên cứu viện Hoạt động cứu hộ cứu viện duy trì trong một khoảng thời gian dài dù sao không chỉ có trấn Bạch Ngọc xảy ra chuyện mấy thành trấn xung quanh cũng bị thương vong nặng nề nhưng là Trấn Bạch Ngọc bởi vì được sự trợ giúp đúng lúc cho nên tình huống dễ chịu hơn nhiều hơn 100 con quỷ ở trong tay của chị cố đều giao hết tiểu trương và tiểu lý để bọn họ dẫn đi làm việc hào ca còn sợ mình bị bán cho đặc bộ vào đặc bộ thì làm sao có cái kết cục tốt? Hắn ngồi khóc lóc. Ơi, à, à, tôi biểu hiện tốt như vậy mà. Thật đó, chị cố, à, chị đừng có bán tôi đi mà. Tôi không muốn xuống âm phủ, à. tôi sẽ thật ngoan mà. Tôi cũng không muốn đi đầu thai à. Tôi muốn làm quỷ. Sự nghiệp quỷ của tôi chỉ vừa bắt đầu. Tôi không muốn đầu thai về làm người sống một đời khổ sở à. Chị cố nhếch môi Cả người thoạt nhìn âm trầm đáng sợ Vậy thì phải trông vào biểu hiện của các ngươi vậy Hào ca thể sắc son Ê, Chị cố ơi, yên tâm đi Tôi sẽ rất ngoan Tôi hứa là tôi sẽ rất ngoan no. Cố phi âm hài lòng gật đầu Quay đầu lấy điện thoại Mở ra Mở WeChat nhận 5.000 tệ tiểu trương chuyển tới Là 5.000 tệ đó Bằng cả hai tháng tiền lương của cô cộng lại vậy là có thể ăn bữa ngon. Chờ đến lúc trở về cô sẽ đi mua gia vị, về nhà tự mình nấu lẩu. Còn đi chợ mua thêm một ít thịt bò Mỹ, dạ dày nấm hương ngó sen, mua thêm tỏi, hành, rau thơm, rau diếp cá băm nhỏ làm nước chấm. Cô có thể một mình ăn từ bây giờ cho đến tận hừng đông. Nghĩ thôi mà cô cũng có thể chảy cả nước miếng. Trương đạo trưởng và Lý đạo trưởng cũng là lần đầu tiên phát hiện quỷ còn có thể dùng như vậy liền học theo bắt trăm con quỷ phân ra ngoài đi tiến hành cứu hộ bởi vì bọn nó đều bị cố đại sư đích thân trói cho nên hồn lực bị khống chế có muốn trốn cũng không trốn được không sợ bọn chúng làm bệnh huống chi người của đặc bộ cũng không phải là dạng vô năng chỉ là không bằng cố đại sư mà thôi vừa cưỡng bức vừa dụ dỗ làm cho bầy quỷ giúp người ngoài ra lão dư còn dẫn theo một đội quỷ đi ra đoạn đường gần đó vác đá, bởi vì đá sạt lở rất nhiều chặn kín đường vào chấn, cho nên người ta chưa thể vào cứu viện được. Mở đường cũng là một công việc quan trọng. Ngoài ra người của đặc bộ còn đến biệt thự ở bờ sông của cố đại sư mời quỷ ở bên đó tới giúp. Đợi đến khi xong việc đốt một chút tiền âm phủ cúng bái một chút đầu heo là được. Dù sao bọn họ cũng phát hiện thật là kỳ quái đám quỷ này cũng không có tham lam chỉ cần có chỗ ăn chỗ ở thế là được rồi chuyện gì cũng dễ nói có điều việc này phải để toàn là quỷ tốt đi chứ nếu như gặp lệ quỷ hung ác vậy thì không ổn không phải là chết người thì cũng là tử vong cùng lúc đó trợ giúp của các quốc gia cũng lần lượt được gửi đến tiền quyên góp từ khắp nơi cũng lần lượt đưa đến khu vực thiên tai công tác cứu viện đã tiến hành đâu vào đấy chỉ duy nhất lần này là không thấy có đám nghệ sĩ việc cố phi âm có thể làm cũng không nhiều dù sao cô yếu ớt như vậy nghĩ đến di sản trong mộ của diễm quỷ cô liền đeo khẩu trang bắt đầu dắt trang tiểu nhân lên núi đáng tiếc khi cô đến cửa mộ mới phát hiện ngôi mộ này lại bị đá rơi chặn kín ông trời chết dẫm ông rất cục là có ý gì vậy làm như vậy thì khác nào cắt đứt đường tài lộ lại còn phá cả nhà của cô nói ra cũng lạ cô nhớ rõ mộ của những diễm quỷ không phải ở bên cạnh vách núi mà là được núi non bao quanh cây cối rậm rạp khí hậu phong cảnh đều tốt nếu không cô sẽ không muốn chuyển nhà sang bên này như vậy bây giờ lại thành cái hố to chẳng lẽ trước đây đã từng có động đất nghiêm trọng chấn động sụp đổ cả núi cố phi âm không nghĩ ra lúc này cực kỳ đau lòng đau lòng muốn chết họ trang che miệng cười hi hí không ngừng bị cố phi âm vả cho một cái vẹo cầm mồm họ trang cuối cùng chỉ có thể mừng thầm trong lòng cố phi âm nghĩ nơi này bị chặn đường cũng không sao dù sao cô cũng đã biết đường đợi đến lúc chết mình đến đây cũng như thế mà thôi cái gì là của mình thì vẫn là của mình cô ngửa mặt lên trời thét dài lôi trang tiểu nhân gặm vài ngụ cho ấm bụng sau đó mới miễn cưỡng giải được mối hận ở trong lòng. họ chàng mếu máo khóc lóc. từ khi bạch ngọc chấn xảy ra động đất, phần lớn tin tức trên internet đều xoay quanh tình hình cơn địa chấn, tỷ như là cự đội cứu viện tới nơi, tỷ như là con đường nào được khai thông, tỷ như là số lượng người tử vong cùng với bị thương liên tục thay đổi. việc này gần như là ai ai cũng quan tâm. giờ phút này một vài người rốt cục từ khu vực thiên tai thoát ra lên tiếng ở trên internet. Ngoài việc cảm thấy may mắn thoát được một kiếp, còn hết lời cảm ơn. Lần độc đất này thật sự rất nguy hiểm. Tôi muốn cảm ơn một vị ân nhân, vào lúc tôi suýt chết là cô mang người từ trên trời giáng xuống, kéo tôi ra khỏi đống phế tích. Tuy rằng chân tôi bị tàn phế, nhưng giữ lại được cái mạng, tôi sẽ cố gắng sống thật tốt. Này. Người ở trên, cậu là người của Bạch Ngọc trấn sao? Tôi cũng vậy đó tôi cũng rất biết ơn có nếu không có cổ tôi và cha mẹ tôi đều chết ở dưới lòng đất đó đúng vậy tôi cũng vậy cha tôi có tiệm thuốc ở bạch ngọc trấn sau khi động đất xảy ra tôi bị dọa suýt chết hôm nay tôi rốt cuộc có thể có thể liên hệ được với cha tôi rồi cha tôi nói với tôi là một cô gái tốt bụng đã cứu ông ấy người cứu ông ấy còn có hòa thượng ở chùa bạch ngọc nhưng cô gái kia rất lợi hại còn dẫn người lấy thuốc nhờ số thuốc đó mới có thể giúp được nhiều người có thể sống sót đó Hey, tôi cũng là người Bạch Ngọc Trấn đó. Lúc xảy ra động đất tôi còn xếp hàng ở bệnh viện Lúc ấy hơn một nửa bệnh viện sụp đổ Có rất nhiều người bị nhốt ở bên trong Tôi bị dọa đến muốn phát điên Hoàn toàn không biết phải làm sao May mắn là cô gái đó đưa người tới cứu chúng tôi Cảm giác như là mình nhìn thấy thần tiên vậy Tôi là giáo viên của trường trung học Trấn Bạch Ngọc đó Cũng nhờ các hòa thượng của chùa Bạch Ngọc và cô gái đó đã đến giúp đỡ Cảm ơn họ rất nhiều đã cứu các em học sinh Ai, tôi sống ở trên bên cạnh trấn bạch ngọc nghe nói là người của các bạn ở bên đó đến dọn đá trên đường đi mới để cho hộ đội cứu viện thuận lợi tiến vào thật cảm ơn nghe nói người dọn đá đó bọn họ cũng là người của cô ấy đó thật là cảm ơn thật là cảm ơn Vậy các cậu nói ân nhân là ai vậy cô gái kia là ai chúng tôi muốn đi cảm ơn cô ấy thì cái này không thể nói tôi hỏi cha tôi rồi bởi vì tôi muốn tự mình cảm ơn cô ấy nhưng ông cứ nói là không được Người trong trấn chúng tôi còn có người của cục đều rất bảo vệ cô gái này, không muốn tiết lộ in tư của cô ấy. Tôi chỉ biết rằng cô ấy họ cố, nghe đồn mọi người gọi cô ấy là chị cố đó. Ai, các người không cần hỏi nhiều như thế, người tốt như thế nên được bảo vệ giữ gìn sự riêng tư. Cô ấy hẳn là không thích những tình huống náo nhiệt, cho nên mới không muốn lộ diện. Tôi sẽ vĩnh viễn ghi nhớ công sức của cô ấy, hàng năm sẽ đến chùa cầu phúc cho cô ấy. Lúc này, lão Vương đang ôm Vương Bảo Bảo ở nhà xem TV, còn ủng hộ một chút tiền cho mặt trận Tổ quốc, luôn chú ý tình hình của nhân dân vùng thiên tai, than thở nói ông trời thật là ác độc vô tình, lại gây ra thiên tai để nhiều người chết như vậy. Vương Bảo Bảo nói: "Ông nội, con xem trên mạng nói cô gái đã cứu nhiều người nhưng lại không nói tên, không biết là ai mà cao thượng như vậy." Vương Bảo Bảo rung đùi chớp chớp đôi mắt ấy con nhớ ra rồi chính là chị đó a à, vương ở bên kia trợn mắt không phải là chị không chính là chị con cảm giác chính là chị đó a à, vương hết chỗ nói con trai của anh ta là bị cô gái kia tẩy não hay sao thằng bé vương bà bảo bảo giơ từng ngón tay nhỏ nói đạo lý mấy ngày nay con không thấy chị chị tốt bụng như vậy lương thiện như vậy khẳng định là anh hùng superman siêu cấp thấy chỗ nào cần người trợ giúp chị sẽ từ trên trời bay xuống cứu họ Chị chính là Ultraman Là siêu nhân điện quang Mẹ nói chứ Lại còn Superman Lại còn siêu nhân điện quang à Vương chỉ muốn trợn mắt Còn muốn nhổ nước bọt Đây rõ ràng là lời nói rời ơi đất hỡi của trẻ con Cố tình Cha già nhà Anh nói thì còn cảm thấy có đạo lý à, Cũng có thể là đúng nữa câu à, Cứu người là chuyện tốt à, không có gì mà không nói Nhưng cố tình tất cả mọi người đều chăm miệng một lời Nói là không thể nói không chừng là họ đã ký hiệp nghị bí mật nào đó cho nên mới không thể nói khả năng chính là có quỷ đi cứu người đó thằng bé vương bà bảo hòa lên ông nội ông nội mình ra bờ sông đi con đi hỏi các thúc thúc bọn họ một chút xem có phải là chị đi cứu người không lão vương gật đầu bây giờ đi luôn a à, vương đứng ở một bên trợn mắt bà lão vương và vợ vương ngồi một bên cũng trợn mắt khu vực gặp thiên tai rất hỗn loạn lúc này không thích hợp để đi lung tung trong núi sau khi mộ quỷ bị vùi lấp chị cố một lần nữa cảm nhận được rằng ông trời độc ác đã chặn đường tài lộc của cô chị cố hoài nghi mộ của cô có khi cũng sớm bị chôn vùi ở một nơi nào đó đến cả chim không thèm ẻ muốn tìm được thì rất khó hơn nữa cô đã ở đây mấy ngày dù gì cũng phải quay về làm việc cho nên chị cố bèn tìm đám cô hồn dã quỷ lão dư đến bàn giao chuyện ở khu vực thiên tai nhờ tìm giúp cô mấy ngọn núi xung quanh chùa bạch ngọc xem có thấy mộ của cô không nếu như tìm được thì thông báo cho cô dù sao thì cô cũng để lại địa chỉ và số điện thoại không sợ không liên lạc được hơn nữa còn dặn họ đặc biệt trông coi mộ cho cô bên trong có nhiều vàng bạc châu báu như vậy dù sao cũng không thể để cho con quỷ khác hưởng lợi sở dĩ cô vội đi là vì ở đây có quá nhiều người chết đến tần thất đầu tiên lúc đó âm sai sẽ đến bắt hồn đi mất ở trong phong tục tăng lễ cổ xưa đầu thất chỉ là bảy ngày sau khi người chết mọi người đều tin rằng vào ngày đầu thất linh hồn của người chết sẽ về nhà nhân gian có tục truyền rằng ở dưới địa phủ có quỷ làm công việc câu hồn người chết gọi là âm sai hay là âm kém bọn họ cầm chuông dẫn hồn và xích ở trên tay đưa những sinh linh hồn phách số mệnh đã hết về địa phủ chúng có thể đến một hai tên nhất định phải là một đám khí thế sẽ dọa cho cô nằm rạp ngoại trừ hòa thượng đạo sĩ cô còn sợ âm sai đặc biệt là sợ xích khóa phách của họ một phát là xích cực kỳ chắc trói vào tay và cổ chân còn ngươi có bản lĩnh đến cao đến đâu cũng không thể thoát được lúc đó ngươi toi. Tuy rằng bây giờ cô là thân xác người, nhưng trái tim của cô vẫn là quỷ. Tiểu đạo trưởng, tiểu hòa thượng không nhìn ra thân phận, nhưng âm sai thì chưa chắc. Một khi bị chúng phát hiện cô chính là quỷ nhập người, thì cô tiêu. Thê thảm hơn là có thể bị gắn cho cái tội danh là đoạt xá người, ném cô vào vạt dầu, mấy đời không siêu thoát. Không chừng kiếp sau còn bị đầu thai làm súc sinh, bị con người ăn thịt, như vậy thì mất nhiều hơn được. Cô không muốn xuống địa phủ, dù sao tài sản của cô bây giờ cũng đến cả trăm triệu, công việc ổn định, mỗi tháng có tiền thuê nhà, cô chết như vậy chẳng phải là đáng tiếc hay sao. Thế cho nên, cô phải nhanh chóng chuồn đi trước khi âm sai tới. Cô phải quay về thành phố A, không hiểu sao Lão Hòa Thượng tự nhiên lại muốn đi theo cô, còn nói một cách hoa mỹ là đi theo để tìm lại mệnh phú quý cho cô. Vậy khi nào ông thực hiện? Liễu Nguyện Hòa Thượng nói Ai à, cái chuyện này phải xem vào cơ duyên Có lẽ lúc không ngờ tới cơ duyên của thi chủ tự nhiên tới thôi Cố phi âm nhìn lão Tu vi của ông không đủ à? Làm pháp sự thôi mà phiền phức như vậy sao? Lão Hòa Thượng nói Ai à, mạnh phú quý Người người muốn là có được sao Ta thấy cô là người có duyên Chứ ta chẳng muốn tìm cô đâu Nói vậy cũng phải Dù sao lão hòa thượng đi theo cô cũng chẳng ảnh hưởng gì Lão đâu cần cô bao ăn ở đâu Lão muốn thế nào thì kệ lão Hơn nữa ở gần thì cũng không sợ lão xù nợ Chuyện liễu nguyện muốn đi theo người có duyên của lão đến thành phố A Làm cho đám lĩnh ngộ tịnh hành vô cùng kinh ngạc Lĩnh ngộ hiểu sư huynh của mình Dù sao cũng đã ở cùng nhau mấy chục năm Nhưng đây là lần đầu tiên Liễu Nguyện Sư Huynh rời khỏi Bạch Ngọc Trấn. Nếu như là trước kia có bỏ ra một số tiền lớn, ba lần bốn lượt mời lão cũng không bao giờ đi. Bây giờ tự nhiên lại chủ động rời khỏi Bạch Ngọc Trấn. Lĩnh ngộ biết, cái người có duyên này hẳn là không bình thường, ít nhất với Liễu Nguyện. Và Sư Huynh, thì cô hẳn là một loại tồn tại rất đặc biệt. Sư Huynh, cô ấy có phải chính là người mà Huynh vẫn luôn chờ đợi? Ê, ta đi rồi, việc ở trong chùa ta giao lại hết chủ đệ đó. Cho dù huynh không đi Thì trước giờ chuyện trong chùa vẫn là để lo mà Liễu Nguyệt gãi gãi cái đầu trội lội à, à, Vậy sao ở ta quên ta quên Lĩnh ngộ biết tính tình của sư huynh Chuyện đã quyết thì không thay đổi Nếu như lão nói muốn đi Thì chắc chắn là lão sẽ đi Nhưng mà lĩnh ngộ lo cho sư huynh Dù sao cũng đã tuổi cao Đã 89 rồi Cơ thể không còn dẻo dai như trước Đương nhiên sợ nhất là lão bị bệnh mà bên cạnh không có ai chăm sóc sợ lão chết nơi xứ người cho nên định để một chú tiểu đi theo liễu nguyện cũng không có ý kiến chỉ xua tay ở à, à, ai cũng được miễn không phải là thằng cu tịnh hành là được rồi tịnh hành cạn lời sao hắn có cảm giác như là sư phụ đang ghen với mình vậy không đúng chắc chắn là ảo giác thôi sư phụ làm sao phải ghen với mình tuy hắn muốn theo sư phụ đi chơi nhưng lúc này khu vực thiên tai rất bận bịu nhiều việc Hắn phải ở lại giúp đỡ, không thể tách ra Tuy rằng sức lực của một mình hắn có hạn Nhưng thôi thì giúp bao nhiêu được hay bấy nhiêu Đương nhiên lúc này tịnh hành không tiện đi Bọn họ cũng không thể để cho một lão già 90 tuổi một mình ra ngoài Chỉ có thể để liễu nguyện hòa thượng đi theo Đợi sao vậy? Bởi vì cố thí chủ phải đi Cho nên chân độ cố ý đến từ biệt Hắn đi rửa mặt Lộ ra gương mặt mấy ngày bận rộn Không được nghỉ ngơi Trông vô cùng thảm thương hốc hác Hắn nhìn quần thơm Có thể so với mắt gấu trúc của mình Muốn nói thế này Còn chi bằng chát lớp bùn Ít nhất bùn đất Thì vẫn còn che giấu được Làm cho hắn trông có vẻ xoái ca Hào kiệt cố phi âm nhìn chằm chằm vào gương mặt tang thương của hắn tốt rồi tôi nhớ kỹ anh rồi chân độ chắp tay ở à, gì đà phật cố thi chủ hữu duyên gặp lại thế nào là hữu duyên gặp lại ây à anh mà có tiền thì lập tức đến tìm tôi đó. nếu không anh có điện thoại di động không có tiền thì gửi qua wechat cũng được ờ à, ờ à, tôi có tôi có đúng là rất đáng thương điện thoại cũng không mùa nổi xem ra mười mấy tệ này rất khó có lại Bởi vì khi đó chị cố nhìn thấy Là tiểu hòa thượng lấy ra một cái điện thoại đen trắng Cái này thì làm sao mà truy cập được internet Cố phi âm quay lại thành phố A Lần đầu tiên đến biệt thự giang cảnh kiểm tra một vòng Phát hiện thấy thiếu mất mấy tiểu quỷ Sau đó mới nhớ ra là tiểu trương và tiểu lý đã nói với cô Là muốn mời vài tiểu quỷ đến hỗ trợ thiên tai cố phi âm cũng không quá để ý dù sao thì cô cũng chỉ là chủ thuê nhà còn khách thuê họ muốn làm gì là việc của người ta xem tình hình này thì có khi tiểu quỷ bị đặc bộ đều đi không ít thế nhưng quỷ phu nhân không đi chỉ phái bọn nha hoàn trong tay mình đi thay theo như bà ta nói thì thân phận của bà ta tôn quý những chuyện như thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước đều là phái cấp giới chứ làm gì có lãnh đạo nào đích thân ra tay Nghe con ma già nói, đặc bộ phái một chiếc xe tải lớn tới, trực tiếp đưa họ đi. Quỷ chen chúc với quỷ, một xe mà đến cả trăm con tiểu quỷ. Cách từ rất xa vẫn còn nghe tiếng bọn họ chửi bới nhau, nằm đè lên nhau. Ngay cả dì trung niên, không rời xa con bao giờ cũng đi. Bởi vì dì trung niên quỷ đã đều đi hết, cho nên không ai bồi bạn với quỷ phu nhân chơi mặt trược. Mỗi một ngày bà đều nhàm chán, nên hay mặc sườn xám đi dạo ở bờ sông, buổi tối thì lại ra quảng trường xem người ta nhảy dân vũ. Một ngày trôi qua vô cùng tẻ nhạt, lúc lão Vương đưa cháu trai đến hỏi này kia thì hai người một quỷ này, ông nói gà bà nói vịt một hồi, kiểu như là hỏi một đằng trả lời một nẻo, làm quỷ phu nhân vô cùng sốt ruột. Buổi tối bèn đi đến nhà lão Vương nhập mộng của tiểu Vương nội dung giấc mộng là nói tất cả tiểu quỷ ở bờ sông đều đi chi viện ở vùng thiên tai không biết bao giờ mới về bà bọn họ không có việc gì thì đừng ra bờ sông không có quỷ mà tìm đứa bé ở trong màn sương mù mênh mang nhìn thấy quỷ phu nhân mặc sườn xám nhưng không rõ mặt lúc trước nó chưa từng gặp bà nó hỏi dì ơi dì là dã quỷ mới tới sao quỷ phu nhân liếc thằng bé Sao lại gọi gì? Gọi ta là phu nhân. Hơn nữa ta không phải là mới tới. Ta đến đây lâu rồi. Mà ngươi quên nó Chính ta đã tặng ngươi hai cục vàng đó. Đứa bé cái hiểu cái không. Gọi một tiếng phu nhân. Đôi mắt như quả nho lấp lánh. Ê hóa ra là gì cho con vàng sao? Con cảm ơn gì? Đã gọi là phu nhân. À phu nhân. Thằng bé lại nói. Dì ơi có phải là chị cũng đi không? Quỷ phu nhân kêu ngạo hơi mất tự nhiên. Cô ta đi trước rồi. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Đứa bé kích động nhảy dựng lên. Con nói chị là siêu anh hùng, chị là u cha nữa. Quỷ phu nhân biết siêu anh hùng nhưng u cha là cái gì? Đương nhiên là bà cũng không định hỏi thằng bé. Nếu mà nói ra thì e rằng là bà có vẻ thiếu ít học vấn. Bà ta xua tay một cái biến thành một làn khói bay đi. Thằng bé tỉnh dậy vô cùng vui vẻ Nó xoa xoa mắt chạy sang bên buồng của ông nội Ông nội ông nội Phu nhân báo mộng cho con biết Bà ấy nói chú gì với chị Đều đã đi cứu người rồi Lão Vương trồm dậy Thật sao <laughs> Ta biết ngay mà Chờ mấy ngày nữa Chúng ta lại đem một ít thịt gà vịt cá cho bọn họ Mời họ một bữa thật ngon à Thằng bé nói được Đến lúc đó nó cũng sẽ cùng đi Đúng rồi Phu nhân còn nói hai cục vàng của con cũng là bà ấy cho đó Ai à, không ngờ à, vị phu nhân này tốt bụng như vậy Qua gặp mặt cũng không quên tặng Thật đúng là một con quỷ tốt tánh Hai ông cháu nằm ở trong chăn dì dầm Càng nói càng hăng say Chỉ hận không thể lập tức ra chợ Mua mấy chục cái đầu heo về mở tiệc Chiều đãi Bày quỷ ở bờ sông một trận mãn hán toàn tịch Bà lão vương còn chưa tỉnh ngủ Ai đó làm ơn cứu bà với Con ma gia cũng kêu cứu Mỗi một ngày nó cầu nguyện Chị cố ở vùng động đất sẽ bị tai nạn què chân cụt tay gì đó để cho nó vui sướng khi người khác gặp họ một chút nhưng không ngờ chị cố lại trở về nguyên vẹn việc đầu tiên chị cố làm là cho nó mấy cái đấm đến mắt nổi đom đóm không phân biệt được đông tây nam bắc chị cố tàn độc như vậy sao lại không bị động thành ngốc đi chứ như thế lúc về nó có thể bắt nạt được sau khi trở về thành phố a cố phi âm vội vàng chạy đến nhà ma ở công viên giải trí tính ra cô đã nghỉ quá vài ngày nghỉ một ngày là bị trừ lương nhưng sếp cũng rất thấu tình đạt lý biết cô gặp động đất hơn nữa còn giúp đỡ cứu hộ mà vẫn trở về khỏe mạnh đôi mắt cũng trở nên lành lặn sếp không những trừ lương của cô còn hỏi cô tình hình khu vực tai nạn cố phi âm nói tất cả đều đã ổn việc cứu viện cũng không sao bọn tiểu trương đã sắp xếp đâu vào đó xếp nghi ngờ ở tiểu trương cố phi âm nói ấy chính là trương đạo trưởng đó tên ông ấy là gì tôi cũng chả biết nữa trương đạo trưởng ấy là đạo trưởng ở các đạo quán nữa sao Thì đó tôi cũng không biết tiểu trương có ở đạo quán hay không nữa xếp mơ hồ gật gật đầu đột nhiên nhớ đến ở trên mạng có một tin thú vị là một cô gái thần bí đã giúp đỡ rất nhiều người ở Bạch Ngọc Trấn. Không ít người nhắc tới tên cô đều vô cùng cảm kích, nhưng lại giữ kín thông tin như bưng. Mọi người đều đoán thân phận của cô gái kia không tầm thường. Còn nói cái gì cô là yêu quái đã tu thành hình người, thấy người gặp nạn cho nên mang bảy tiểu yêu đến hỗ trợ. Tùy cách nói này rất khó tin, bên phía cơ quan chức năng cũng bác bỏ tin đồn này. Nhưng bây giờ khi nghe nói đến trương đạo trưởng Cũng đến khu thiên tai Lại còn sắp xếp ổn thỏa Không lẽ thật sự là có nhân vật thần bí nào đó Sếp có cảm giác như là vô tình Mình đã biết được một bí mật lớn lao Kích động đến mức xoa tay Ê tiểu cố này Cô biết không Bây giờ ở trên mạng người ta đang đồn rằng Ở Bạch Ngọc Trấn Có một cô gái thần bí đã cứu rất nhiều người Nhưng thật ra cô ta không phải là người Mà là yêu quái thành tinh nhá Cố phi âm kinh ngạc yêu quái, bạch ngọc Trấn có yêu quái á, sao tôi không nghe đến nhỉ? lãnh đạo nói đúng vậy, lúc trước tôi cũng không tin, nhưng nghe cô nói cả đạo trưởng cũng đến bạch ngọc Trấn chắc chắn là có yêu quái rồi. phái đạo trưởng qua đó để thương lượng với đám yêu quái đó. ai, à, cái này vốn là bí mật, cấp trên không cho người thường chúng ta biết, cô cũng không biết là chuyện bình thường thôi. cố phi âm gật gật đầu, Ê à, ông nói có lý đó. Sếp âm ừ một tiếng rồi nói Ê tiểu cố chuyện cô gặp đạo sĩ ở Bạch Ngọc Trấn Đừng nói cho người khác đó Tôi sợ cô gặp phiền toái không cần thiết Tuy con yêu quái đó là tốt Cứu rất nhiều người Nhưng lãnh đạo đã nói Sau khi thành lập đất nước thì không có yêu tinh Những yêu quái đó không có hộ khẩu Không được đất nước công nhận cho nên không thể công khai Sợ làm rối loạn xã hội đó Cố phi âm cũng lập tức đồng ý Nói cô đảm bảo sẽ không nói cho người khác biết Cô cũng không sợ phiền phức Ở trong nhà giam một ngày Đã quá là khổ sở Cô không muốn quay lại sở cảnh sát một tí nào Vì chuyện thiên tai tác động Cho nên Du khách đến khu giải trí cũng bớt đi Cố phi âm nằm ở trong quan tài rất nhàn Nằm mỏi thì ra ngoài vặn vẹo Buổi tối tan làm đi chợ Mua một nồi lẩu lại thêm một ít thịt bò dạ dày khoai tây ngó sen nấm hương linh tinh cô muốn về nhà nấu lẩu ăn một lần ăn lẩu lúc trước là sếp mời khách mỗi một lần tưởng tượng đến đều thèm dò dãi nhưng ăn ở ngoài một bữa cũng mất trên dưới hai trăm tệ tự mình đi mua nguyên liệu thì chỉ chưa đầy một trăm tệ nếu không phải nghĩ đến tài sản trong mộ quỷ của mình thì có khi cô còn không nỡ mua về mà ăn Bây giờ ngồi trước một nồi lẩu nghi ngút khói, húp một ngụm coca cực kỳ thoải mái. Họ Trang nằm ở trong gầm bàn, trong lòng thầm mắng cô vài câu. Suýt chút nữa, hắn cũng bị cô gái đem bán. Nhưng cô gái tóc dài này tham sống sợ chết, chỉ sợ lúc rời khỏi núi động đất không có chỗ trốn. Còn nó để cưỡi bay lên thì an toàn rất cao. Mới dắt nó trở về, chờ xử lý xong chuyện ở khu vực thiên tai bọn tiểu trương tiểu lý quay về đây lúc đó bán cũng không muộn dù sao thì hắn cũng không chạy thoát tuy trang tiểu nhân tức giận nhưng lại cũng may mắn đây là cơ hội để cho hắn có thể chạy trốn nếu như phải tới đặc bộ bị họ bọn họ lợi dụng chắc chắn họ sẽ siêu độ xuống âm phủ ăn xong một nồi lẩu bụng của chị cố căng tròn không những xử lý sạch đống đồ đã mua mà còn uống hết cả một ca coca cola phải nói là đồ ăn nhúng nước lẩu sôi sùng sục cùng với rau thơm su hào thành tỏi băm nhỏ nhai đầy một mồm ăn ngon vô cùng nếu như không phải là dạ dày của cô hữu hạn thì cô có thể ăn từ tối đến sáng hơn nữa vì ăn nhiều quá cô lại túm lấy trang tiểu nhân đi dạo một vòng quanh bờ sông vừa tản bộ giúp tiêu hóa nếu như không cô sợ đầy bụng tối ấm ách cô không ngủ được cũng nhờ lần tản bộ này, Trang Tiểu Nhân và con ma gia có cuộc gặp mặt thế kỷ. Chỉ liếc nhìn nhau mà ánh mắt của hai con quỷ đã lộ ra dã tâm đúng giống nhau là lật đổ con buôn quỷ. Hai con quỷ rất thưởng thức nhau, mắt la mày liếm, không biết là giao lưu cái gì. Chị cố cũng không để ý. Lúc này chị cố đi tới đi lui trên bờ sông. Một lát sau thì đào lập trí tìm tới thấy sắc mặt của nó không tốt lắm Trong mắt còn đầy tơ máu mệt mỏi Vừa nhìn thấy chị cố thì đã muốn khóc Ân nhân tôi chờ chị lâu lắm rồi Cố phi âm nghiêng đầu Ê gần đây tôi ra ngoài một chuyến vừa mới về Cậu tìm tôi có việc gì Đào lập chí gật đầu Nhà Hà nó xảy ra chuyện lớn Mấy ngày trước cha của nó ra ngoài dự một bữa tiệc xã giao Đến tối trở về còn bình thường Thần trí cũng không có vấn đề sau khi uống một bát canh giải rượu thì về phòng nghỉ ngơi đến ngày hôm sau cha của nó không tỉnh lại lúc người ta phát hiện ra thì lập tức đưa người đi bệnh viện nhưng cái gì cần kiểm tra bệnh viện cũng kiểm tra vẫn không phát hiện bệnh trạng ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có vậy mà cứ nằm mãi không tỉnh đào lập chí đã cảm thấy không đúng ông nội đào cũng đã mời cao tăng đắc đạo đến xem nhưng cũng không có cách Đào lập trí bèn nghĩ tới Ba con quỷ ở dưới gầm cầu Tiếc rằng mấy ngày nó đến đây đều không gặp họ Hôm nay vốn dĩ cũng chẳng hy vọng gì Đến nhưng lại gặp Ân nhân, chị của tôi Cha của tôi đã hôn mê 4 năm ngày Chúng tôi đã sử dụng mọi cách Như ông không tỉnh Thực sự là tôi muốn xin chị giúp đỡ cho Đến xem tình hình của cha tôi Chuyện này không thành vấn đề Dù sao chị cố cũng đang nhàn rỗi Vậy đi xem sao Hơn nữa cậu bạn nhỏ này có vẻ là người hiếu kính Yêu thương cha mẹ Chị cố tốn lấy Trang Tiểu Nhân Đi theo đào lập trí đến bệnh viện Lúc rời đi Trang Tiểu Nhân còn liếc mắt Nhìn con ma da mấy lần Con ma da nhô nhô mái tóc xanh Chống cằm trên bờ sông thổi bong bóng Không biết vì sao nó vui mừng Tuy chị cố rất đáng giận Nhưng ít nhất còn giữ lại cánh tay chân đầy đủ cho nó Không giống như Trang Tiểu Nhân tay quẻ chân cột, cả đầu cũng mất một miếng, nhìn thê thảm hơn nhiều. Nó dùng mình một cái, một lần nữa cảm thấy chị cố thật đáng sợ. Vì tiền đồ của mình ảm đạm, mà nó lại cảm thấy nó còn may mắn hơn trang tiểu nhân nhiều lắm. Ai, trang tiểu nhân đáng thương, nó thật là đồng cảm. cố Phi Âm đi theo đạo lập trí đến bệnh viện. Lúc này ở bệnh viện, cũng có một số hộ lý chăm sóc ba đạo, mẹ đào vì đã quá mệt mỏi cho nên về nhà nghỉ ngơi cô vào phòng liếc mắt đã có thể nhìn thấy ông đào nằm yếu ớt ở trên giường cô đi đến bên mép giường nhìn đào lập trí lo lắng nhìn chị cố đứng trước giường bệnh tóc của chị cố vừa dài vừa thẳng đôi mắt cụp xuống trông như là đôi mắt người chết đầy vẻ âm u lạnh lẽo hơn nữa không biết vì sao hắn cảm thấy mình cứ như là người thấy có mùi lẩu này là quỷ cũng ăn lẩu hay sao chứ không đúng khẳng định là mũi hắn có vấn đề rồi lúc trước vài lần hắn thấy chị cố và bà cụ lao công cùng với con ma đen bính bính ở cùng với nhau nhìn thấy quan tài bay thấy bờ sông mỗi một lần đều làm tăng lên ý niệm đối phương là quỷ lúc này hắn sốt ruột hoang mang lo sợ không nghĩ đến việc tiểu thư Chị cố là người Nốt nước miếng à, à, Chị cố cha, cha tôi giữ cuộc làm sao Ông ấy có cứu được nữa không Có phải là Ông ấy Ông ấy cũng giống như tôi lúc trước Bị quỷ quấn thân phải không Cố phi âm cẩn thận nhìn một lát Nhưng tiếc là cô không nhìn được gì cả Tôi không biết Cố phi âm thật sự là không biết Dù sao thì cô cũng chỉ biết ăn quỷ Loại tà môn thuật pháp này Cô chưa từng nghiên cứu qua Gặp được rồi thì còn nói chứ chưa, chưa gặp thì cô thực sự là không biết nguyên nhân tại sao. Đào lập trí nghe đến đây càng thêm tuyệt vọng. Nếu như đến cả chị cố cũng không biết ba của nó bị làm sao, thì còn ai có thể cứu ông ấy? Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể chờ chết? Nó đang tuyệt vọng, thì chị cố đột nhiên kéo sợi dây thần, cúi đầu nhìn xuống mặt đất nói. Này, cậu xem chuyện này là thế nào? Đào lập trí đứng ngây người một lúc lâu, bàng hoàng nhìn sợi dây thần Chẳng lẽ ở đây còn buộc thứ gì đó, nhưng nó không thấy cái gì mà chỉ là không khí, nó nhịn không được run rẩy. Họ Trang sợ uy của chị Cố. Nó còn đang tuyệt vọng thì chị Cố đột nhiên kéo theo một sợi dây thừng nhìn xuống. Này, cậu xem, đây này. Đào lập trí ngây người ra một lúc Bàng hoàng nhìn sợi dây Trang tiểu nhân lúc này không dám nói gì nữa Chỉ có thể lầm bẩm vài câu Mới không tình nguyện bay tới đầu giường Nhìn chăm chăm người họ đào Sau đó đi vòng quanh người họ đào à, ai hắn sắp chết rồi Không cứu được Sắp chết? Vì sao vậy? Là có người mượn mệnh của ông ta Để ngăn lại tai ương của chính mình bây giờ mọi sự đã xong rồi chỉ có thể chờ chết theo như tôi thấy thì không sống qua nổi đêm nay đâu đêm nay là chết quỷ mượn vận lại lợi hại như vậy sao chị cố nghĩ đến lúc trước mình ăn luôn con quỷ ở trên người đào lập trí bèn không nhịn được liếm môi khỏi phải nói là thơm như thế nào con lần này hẳn là sẽ rất ngon nhưng mà chị cố vừa ăn nở lẩu no lắm rồi thế nhưng không sao Trước tiên cứ chặt bốn chân tay cho vào trong tủ lạnh Để ăn một ít Còn đâu bán cho đám cô hồn dạ quỷ kia Còn hồn phách thì mình giữ lại để bán cho tiểu trương cũng không tệ Đào lập chí khiếp sợ Chà, chà tôi phải chết sao Quỷ bượn vận Giống giống như còn lúc trước phải không Cố phi âm ừ một tiếng Này, cậu xem Ở trên người anh bạn nhỏ này có trang sức gì không Hay là ở trong căn phòng này có đồ gì kỳ quái Có lẽ con quỷ kia nó trốn ở đó nó hút hồn phách đó Đào lập trí Cũng không thèm để ý đến câu anh bạn nhỏ Chính là chỉ cha của nó Lên vội vàng kiểm tra khắp một người một vòng người cha mình Cả cổ chân cổ tay cũng không bỏ sót Nhưng chưa tìm được gì thì nó đột nhiên nhớ ra Bởi vì nó đeo ngọc thạch cho nên xảy ra chuyện Nên gần đây cha mẹ cũng không mang theo trang sức chỉ sợ có chỗ cho quỷ ẩn nóng nó vội vàng tìm khắp phòng bệnh đáng tiếc là không thấy gì nó không khỏi tuyệt vọng nếu như không tìm được chỗ con quỷ kia ẩn thân có phải là hết cách cứu cha nó hay không chỉ tưởng tượng như vậy thôi mà nước mắt của nó đã lưng chồng tuy rằng cha nó là người vừa rông dài vừa phiền phức nhưng đột nhiên bị như vậy làm cho nó nhớ đến thực sự là xót xa dù sao thì tình cảm cha con mà cứ như thế mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua toàn bộ bệnh viện đều đã trở nên âm trầm yên tĩnh không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào trang tiểu nhân bay tới bay lui ở trên trần nhà gương mặt trắng xanh cười cười vặn vẹo tuy rằng cái chết của một con người nhỏ bé đối với trang tiểu nhân mà nói không phải là chuyện to tát thậm chí còn chẳng buồn trước mắt nhưng cô gái tóc dài này không vui nó lại càng cao hứng cái chết của con người này coi như có ý nghĩa. Lúc này Đào Lập Chí rất hoang mang. Ân nhân, chị không có cách nào để cứu cha tôi sao? Cố phi âm nói. Chỉ cần tìm được tiểu quỷ kia là cha cậu sẽ được cứu đó. Nhưng nhưng mà chúng ta có biết nó trốn ở đâu đâu. Ở trong căn phòng này chỗ nào cần tìm cũng tìm rồi. Trên người cha tôi không có thứ gì khác. Nó có thể trốn ở đâu chứ? Chẳng lẽ nó có thể, thể ẩn thân cho nên tôi mới không nhìn thấy cố phi âm nhìn đào lập chí nghĩ ngợi đột nhiên trước mắt sáng ngời cô đi đến bên mép giường lấy một con dao từ trong đĩa trái cây ở tủ đầu giường ra cầm cắt một phát xuống tay của anh bạn nhỏ lưỡi dao sắc bén cắt một cái liền chảy máu đào lập chí giật mình nãy sao vậy nó thấy dòng máu đỏ tanh nồng nhưng không nhìn ra bất kỳ vấn đề gì chỉ là trong mắt của cố phi âm thì không phải như vậy bởi vì cô thấy có âm khí màu đen từ trong móng bay ra cô cười nham hiểm ta nói trốn ở đâu chứ hóa ra trốn ở trong người anh bạn nhỏ này bị ta bắt được rồi là bị ta bắt được đào lập trí còn chưa kịp phản ứng lời này là có ý tứ gì chỉ thấy bốp một tiếng cha của nó nhảy dựng lên cả người ông thẳng tắp cứng đờ ông nhón mũi chân sắc mặt xanh xanh trắng trắng khó coi, đôi mắt đen như mực nhìn họ chằm chằm. Ai? Ai dám làm hỏng chuyện tốt của ta? Nhận lấy cái chết! Ngay cả giọng nói cũng ồm ồm khó nghe. Đào lập trí xác định đây không phải là giọng nói của cha nó, là quỷ nhập thân. Cố phi âm lập tức bước ra. Là ta đó. Con quỷ mượn vận nhìn vào cô gái, tóc dài, không biết vì sao. Nhưng từ cặp mắt đen nhánh của cô, là cảm thấy mùi vị tham lam và khát máu. Có vẻ nóng lòng muốn thử, nhưng vẻ mặt như thèm khát cơ thể của nó. Bây giờ là người nhà sao? Không, nhầm rồi. Vừa quay đầu nhìn lên trần nhà, đào lập trí nhìn thấy một con quỷ đang bay bay. Con quỷ chừng đôi mắt như cái chôn đồng, không có tay chân, chỉ có một thân thể chống đỡ cái đầu nhỏ. Trong miệng phát ra tiếng kêu khảnh khạch, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị duy nhất chỉ có cái thân thể chống đỡ cái đầu nhỏ trong miệng phát ra tiếng cười sằng sặc thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị mẹ nó chứ đây không lẽ là yêu quái kỳ kỳ hay sao đương nhiên là không coi trọng một người kỳ kỳ này liền bay xuống đất nhào về phía cô gái tóc dài ở bên kia tất hẳn bởi vì chuyện gần đây của cha đào mà rất phiền lòng đã tìm không ít cao nhân đạo sĩ mà không có hiệu quả anh không khỏi lo lắng hoài nghi là có người nhằm vào gia tộc của bọn họ, nếu không thì vì sao sau khi anh gặp quỷ, Đào Lập Trí cũng gặp, giờ lại đến lượt ông Đào, hơn nữa, lần sau nghiêm trọng hơn lần trước, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Có lẽ là khí vận của bọn họ quá vượng cho nên bị người ta ghen ghét. Anh vốn định về nhà nhưng nghĩ đến Đào Lập Trí ở bệnh viện, cậu em họ này của anh còn bé, chưa đầy 18 tuổi mà đã gặp nhiều chuyện như vậy, Thực sự là anh cũng rất bối rối Anh đánh lái Định đi đến bệnh viện xem sao Thế nhưng anh không ngờ Vừa đến hành lang phòng bệnh Thì đột nhiên nhìn thấy ông Đào Mặc quần áo bệnh nhân từ bên trong Vọt ra Không lẽ là tỉnh rồi hay sao Còn chưa kịp vui mừng Thì thấy ông Đào chạy thẳng về phía mình Gương mặt xám trắng không còn huyết sắc Ngay cả ánh mắt đen như mực Cũng tràn đầy vẻ lạnh lẽo Và độc ác nghiến răng nghiến lợi ken két chỉ sợ như hận không thể ăn tươi nuốt sống người khác làm cho anh ngẩn cả người tất hằng tiến lên nãy chú chú còn chưa kịp nói xong thì bị đối phương vả cho một cái đau điếng văng ra đập vào vách tường đau đến mức nửa ngày vẫn chưa lấy lại được tinh thần nhưng trong chớp mắt anh lại thấy ông đào nhảy lên nhảy xuống mấy cái ra xa anh nhìn trợn mắt há mồm ai ngờ giây tiếp theo lại thấy cô gái tóc dài từ trong phòng bệnh lao ra là cô bay, chân không chạm đất. Gió đêm thổi ù ù, mái tóc dài của cô bay bay, rối tung. Đôi mắt đen lái của cô nhìn có vẻ âm u lạnh lẽo hơn ông đào mấy phần. Mơ hồ trong đó còn có tia hưng phấn và kích động như khi nhìn thấy con mồi vậy. Mà dáng vẻ này hình như hơi quen. Anh cẩn thận nhớ lại, không phải là cô gái tóc dài mà mấy tháng trước ban đêm anh đã gặp đó sao. Anh nuốt nước miếng, trơ mắt nhìn cô gái tóc dài càng bay càng gần, cảm thấy như có luồng gió cực kỳ lạnh lẽo thổi qua mặt mình sau đó ảo một cái lướt qua anh đuổi theo ông đào bay đi tất hằng sợ đến chân mềm nhũn sợ đến mặt cắt không còn giọt máu ngã ngồi bệt trên đất cố phi âm không ngờ tiểu quỷ này vẫn còn có thể chạy được một đường nhảy nhót như con khỉ cô dậm chân thúc giục họ trang chạy nhanh lên họ trang lúc này cười không nổi chỉ muốn xem trò vui Sao vẫn phải lưu lại bán sức để làm cô ly. Cô gái tóc dài này còn không nhìn xem buổi tối cô ta ăn như thế nào, có biết là mình đã nặng đến như thế nào hay không? Con quỷ mượn vận cũng không ngờ, cô gái tóc dài này lợi hại như vậy, đương nhiên quan trọng hơn là đầu óc của cô ta có vấn đề. Con quỷ mượn vận không giống như những con quỷ khác, nó không có sở trường về phép thuật tấn công, mà ngược lại nó rất giỏi trong việc mê hoặc lòng người lúc nó mê hoặc câu dẫn thì không ai mà không trúng chiêu mà con người phần lớn đều là dạng tham tiền háo sắc là dạng mô danh trục lợi chú trọng danh lợi quyệt thế muốn mê hoặc bọn họ quả thực dễ như trở bàn tay đâu có khó khăn gì lần này đương nhiên nó cũng dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với cô gái tóc dài bản lĩnh mê hoặc lòng người của nó là số một có thể khai thác được những dục vọng từ sâu thẳm trong đáy lòng con người một khi đã rơi vào sự mê hoặc vậy chỉ có thể trở thành con rùa trong tay của nó mặc cho nó sâu xé bị nó cắn nuốt điều nó không ngờ tới chính là tâm tư của cô gái tóc dài này lại lớn như vậy nguyện vọng lớn nhất của cô chỉ là tìm được một ngọn núi nhỏ chất đầy tiền giấy vàng bạc châu báu trực tiếp lấp đầy phòng bệnh lần đầu tiên nó nhìn thấy nhiều tiền giấy vàng bạc như vậy phòng bệnh bị dồn đến mức sắp nổ tung ngay cả chỗ đặt chân cũng không còn thật sự là tham lam nó chưa nhìn thấy người nào có lòng tham không đánh như cô gái tóc dài này vậy đương nhiên như vậy cũng tốt bởi vì những thứ đó cũng có khác gì tiền giấy vàng bạc thật thế nhưng trên thực tế chính là oán khí do nó biến ra một khi chạm vào oán khí của nó sẽ tiến vào trong cơ thể của đối phương từ đó khống chế cô nó sẽ có cơ hội ăn số mệnh của đối phương muốn đoạt mạng cô giống như lão già họ đào Sợ nhất là con ông ta chết trước mặt ông ta Nhìn thấy con ông ta im hơi lặng tiếng nằm ở trên giường bệnh Ông ta sụp đổ tuyệt vọng nhào tới Chính là tạo cơ hội cho nó Mắt thấy đêm nay có thể ăn hết số mệnh của lão già này Nhưng không ngờ lại có người đến làm hỏng chuyện tốt Chỉ có điều nó cũng không để vào mắt Một con người vô sỉ tham lam Nó chẳng lẽ lại không có đối phó được Nó ẩn nấp ở trong bóng tối Mắt nhìn thấy cô gái tóc dài đang mở to con mắt như cái chuông đồng lớn trong miệng còn kêu qua qua nó quen thuộc nhất chính là bộ dáng hưng phấn kích động của những kẻ tham lam ngu xuẩn thậm chí con mắt còn nổi lên cả tiêm máu dường như không dám tin vào chuyện tốt đẹp miếng bánh từ trên trời rơi xuống cũng đến lượt cô vội vàng chồm tới những tần tờ, tờ tiền bạc kia cứ vui mừng như vậy đi bây giờ vui vẻ một lát nữa sẽ cho cô biết khóc mắt thấy cô gái tóc dài nhào vào đống vàng bạc châu báu còn lăn lộn mấy vòng con quỷ nở nụ cười âm trầm suy nghĩ những vàng bạc châu báu bị cô gái tóc dài túm ở trong tay sẽ biến ảo ảnh thành một làn khói đen xâm nhập vào trong cơ thể của cô một khi con người hèn mọn này bị ăn mòn thì đừng mơ tưởng đến chuyện sống sót nhưng khiến hắn không nghĩ tới là những vàng bạc hóa thành khói đen kia xoay xoay mấy vòng ở quanh người cô gái, quấn quanh mấy vòng trong ngón tay của cô, nhưng không có thể nào chui vào trong cơ thể cô được, giống như có một tấm kính trong suốt ngăn cản khiến cho hắn không thể lý giải. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện này không thể nào, từ khi hắn xuất đạo đến nay chưa bao giờ xuất thất thủ cơ mà. Thế thấy là thế nào? Là thế nào? Lúc hắn vẫn còn đang nghi ngờ khó hiểu, thì cô gái tóc dài lại phát hiện ra núi vàng núi bạc khắp cả căn phòng này đều biến thành từng làn khói đen chỉ cần cô chạm vào thì tất cả đều biến mất đôi mắt của cô trợn to sắc mặt tái xanh vô cùng u ám cả người cô đột nhiên tỏa ra hơi thở khủng bố giống như con người ta nháy mắt từ trên thiên đường rơi xuống mười tám tầng địa ngục con quỷ này quả nhiên lợi hại lại dùng cách như vậy để đối phó với cô nếu như không phải trái tim của cô mạnh mẽ nếu không phải là cô bị ông trời tra tấn đến mức là đã không còn cách nào khác nó không chừng lúc này tinh thần của cô đã sụp đổ rối loạn cô xoay đầu u ám nhìn chằm chằm vào ông đào vẻ mặt không lương thiện này núi vàng núi bạc lúc nãy đâu con quỷ không đáp nói có phải là người giấu đi rồi không con quỷ vẫn không đáp mau dao ra đây con quỷ không dám đáp ngữ khí cướp bóc này là thế nào chứ sau đó hắn bị truy hỏi còn truy hỏi hắn đòi núi vàng núi bạc gì đó hắn thì làm gì có đó không phải chỉ là ảo giác thôi sao cô gái tóc dài này rõ ràng là không bị hắn mê hoặc lại còn truy hỏi hắn đòi núi vàng núi bạc là đồ ấy sao nghĩ như vậy hắn cũng không dám dây dưa với cô bây giờ cuối cùng hắn nhớ đến lời của cát hồng đã từng nói ở thành phố này có một cô gái họ cố cực kỳ lợi hại lúc trước mấy con quỷ mặt người ở trong tay cô căn bản là không có sức đánh trả nếu không cẩn thận đụng phải cô thì phải nhanh chóng chạy ngay ngàn vạn lần đừng chọc vào cẩn thận là trên hết con quỷ mượn vận tung hoành giang hồ mấy chục năm đã bao giờ sợ một đứa con gái đương nhiên là nó không thèm để mắt còn cảm thấy cát hồng không chỉ là một tên tiểu quỷ nhát gan còn xem thường cắt hồng cực kỳ cuối cùng lúc này hắn đã thay đổi ý nghĩ bởi vì cô gái tóc dài kia xác thực là có bản lĩnh cô không chỉ không bị hắn mê hoặc mà ngược lại còn đòi tiền của hắn trong lòng của hắn biết là không ổn biết mình đụng phải kẻ khó nhằn huống hồ hắn vốn không giỏi về cận chiến nhìn thấy sở trường của mình bị phá liền dứt khoát xoay người bỏ chạy đương nhiên là cố phi âm đuổi sát không buông. Trang tiểu nhân đang đắm chìm trong mộng đẹp, bị chị cố vả cho một cái lật mặt, nhảy lên dẫm trên lưng. Đuổi theo nó cho ta chứ. Đúng lúc, họ chàng mơ thấy mình đang từ nông nô, trở mình, đang ca hát, hành hạ cô gái tóc dài, xiên xào luộc hấp mấy chục lần còn chưa hả giận. Đang hưng phấn ngửa mặt lên trời la hét thì quay đầu bị ăn một cái tát làm cho tỉnh hẳn hiện thực tàn khốc nói cho hắn biết là hắn vẫn bị cô gái tóc dài này trà đạp nhục nhã mẹ kiếp tên quỷ mượn vận đáng chết lại dám chơi ông đây mẹ mày mẹ mày trạng thái của đào lập trí không tốt bây giờ ước mơ lớn nhất của cậu chính là hy vọng cha cậu có thể tỉnh lại khỏe mạnh vì vậy trong trước mắt nhìn thấy cha mình ngồi ở đầu giường cười nhẹ nhàng nói với cậu là tiểu chế à tiểu chế thời gian qua con đã vất vả rồi cậu kích động đến rơi nước mắt muốn nói với ông ấy một chút cũng không có vất vả chỉ cần cha mẹ khỏe mạnh thì vất vả này có là gì cậu gọi bác sĩ đến để kiểm tra cho cha cậu đúng rồi còn phải nói cho người nhà biết là cha cậu đã tỉnh mẹ cậu sẽ rất vui mấy ngày nay bà đào vì chuyện của ông đào mà cả người đã gầy rộc rạc trạng thái tinh thần cũng không tốt cậu lo cha cậu mà chưa tỉnh thì chỉ sợ là mẹ cậu sẽ gục xuống mất cha cuối cùng cha cũng tỉnh cha không biết chứ con và mẹ đều lo muốn chết đó à, ta không sao để hai mẹ con lo lắng rồi cha tỉnh thì tốt rồi con mẹ và ông nội đã mời rất nhiều bác sĩ đại sư cũng không có tác dụng cũng không biết làm sao may mà may mà đã mời được tới đúng rồi hình như cô gái tóc dài ở dưới chân cầu vượt giúp đỡ cô ấy nói ba mình còn sống không sống được lâu nữa bị một con quỷ mượn thân nhập vào người nhưng tại sao bây giờ chị cố lại không có ở đây con quỷ mượn vận đã chạy đi đâu đào lập trí luôn cảm thấy mọi thứ trước mắt có gì đó sai sai thế nhưng cụ thể sai là gì sai chỗ nào thì cậu không nhận ra được Dường như cậu đã lãng quên một thứ gì đó Cậu nhìn cha mình sắc mặt của ông đã hồng hào Đang ngồi ở đầu giường Cười dịu dàng nhìn chăm chăm Không không Cha cậu nằm ở trên giường bệnh mấy ngày nay Ngay cả cơm cũng không có được ăn Chỉ có thể ăn một số thức ăn lỏng Mớm vào mồm Và truyền dịch Cho dù bây giờ có khỏe Thì cũng không thể nào khỏe nhanh đến mức như vậy Ông phải tiêu tụy mới đúng chứ Ai ngờ cậu vừa nghĩ như vậy Thì đột nhiên dùng mình khi thấy Gò má hồng hào của cha mình lập tức trở nên xám xịt Biến thành một gương mặt ảm đạm Hốc mắt lõm sâu, tái nhợt Trông vô cùng suy yếu Tựa hồ chỉ cần một giây tiếp theo là sẽ chết Đào lập trí lui về đằng sau một bước Ánh mắt lộ ra kinh hãi Không đúng Đây không phải là cha của mình Lúc này đào lập trí dùng mình tỉnh lại Cố phía âm đang dẫm lên người trang tiểu nhân Ra sức đuổi theo con quỷ mượn vận Đào lập trí vừa thấy phòng bệnh trống không Thì vội vàng chạy ra Nhìn thấy vẻ mặt của anh tất hằng đang đau khổ ôm bụng Bộ dáng hoảng loạn Vội vàng kêu lên Anh tất hằng sao lại tới đây Lúc nãy có thấy có thấy cha em không Có thấy cha em không Tất hằng nhìn thấy đào lập trí Hình như là cậu đang bị thương Trong nháy mắt Lên thở phào nhẹ nhõm có chuyện gì xảy ra vậy Anh thấy chú chạy ra ngoài Cả người ông ấy có vẻ rất kỳ quái Còn có cả một cô gái tóc dài kỳ lạ đuổi theo Lúc trước anh đã từng gặp cô ta Thậm chí còn nhớ tên cô ấy là 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 cố Phi Âm Anh không nghĩ tới là mình lại có thể gặp lại được cô ấy Đào Lập Chí ngắt lời của Tất Hằng Chạy bên nào vậy Tất Hằng chỉ một bên Đào Lập Chí lập tức nói Mau đuổi theo Chúng ta mau đuổi theo cả người tất hằng lúc này mông lung vẫn chưa khôi phục lại tinh thần từ sự kích động quỷ dị mà chú và cô gái tóc dài mang tới cho anh anh nắm chặt lá bùa bình an đeo ở trên cổ rồi nghiến răng nghiến lợi đuổi theo đào lập chế rốt cục là cái chuyện này là thế nào là thế nào vậy à, à. cho đến lúc này tất hằng qua lời của đào lập chế mới biết hóa ra ông đào cũng bị quỷ mượn vận nhập vào người còn cô gái tóc dài là đào lập trí mời về giúp đỡ cũng chính là cô ấy đã phát hiện con quỷ mượn vận đang trốn trong cơ thể của ông đào đáng tiếc là không biết con quỷ mượn vận đã dùng quỷ kế gì mê hoặc cậu ta đến khi cậu ta tỉnh lại thì trong phòng cũng chẳng có lấy một người ngay cả cha cũng không thấy nữa tất hằng nghe ra là như vậy trong nháy mắt nghĩ đến chuyện lúc trước mình và tưởng long đã hiểu lầm cô gái tóc dài này là quỷ lúc nãy lại bị vẻ bề ngoài gớm ghiếc của cô làm cho chấn động bây giờ nghĩ đến mặc dù cố phi âm nhìn có chút khủng bố khí chất âm trầm không có dễ gần thế nhưng tốt xấu gì thì cũng là người tốt nếu như không cũng không có năm lần bảy lượt cứu người như vậy hy vọng lần này có thể cứu được ông đào lúc này con quỷ mượn vận bị đuổi không còn cách nào nó không nghĩ tới cô gái tóc dài này lại khó nhằn đến như vậy đuổi theo nó không buông giống như là thuốc cao bôi trên da nó muốn dứt đi cũng không dứt nổi đáng tiếc là bây giờ nó vẫn còn bám vào cơ thể của người khác muốn bay thì không bay được chỉ có thể đêm cuồng chạy nhưng cô gái tóc dài kia lại không giống như vậy trên đường dẫm lên tên đang cười khanh khách kỳ quái bay nhanh đến nỗi không thể tả nổi sắp thấy sắp sửa đuổi được hắn con quỷ mượn vận không muốn mình bị bắt như vậy sẽ mất hết mặt mũi quỷ con người đen như bực đảo một vòng đột nhiên nghĩ tới ở bên chỗ cầu vượt có mấy căn nhà quỷ cách đây không xa ở đó có rất nhiều quỷ nghe nói dễ phải có đến cả mấy trăm con cụ thể như thế nào thì thực ra nó không có rõ lắm cát hồng đưa nó tới thành phố a này chỉ mới mấy ngày cũng chưa nói chuyện có liên quan đến căn nhà quỷ đó chỉ bảo nó mau đi cướp vận mệnh của đào gia Sau khi ăn xong thì quay lại tìm lão Đừng có gây chuyện Tát hồng bởi vì tránh nghi ngờ Tự rước lấy hoài nghi không cần thiết Sau khi ở khách sạn Đưa đến bên cạnh đào lão gia Thì đã bí mật rời đi Cho nên con quỷ mượn vận đến thành phố A mấy ngày Vẫn luôn ẩn trốn trong cơ thể của ông đào Hấp thu số mệnh của ông Sự hiểu biết về thành phố A mới chỉ nghe nói một ít từ miệng của Cát Hồng Còn cụ thể như thế nào thì không biết Chỉ có điều Một số tin tức đó đối với hắn đã là quá đủ Căn nhà ma ở cầu vượt đã trở thành chỗ nánh lại tạm thời của hắn Nếu như hắn trốn ở đó Mọi người đều là quỷ Thế nào mà thấy chết lại không cứu Không phải Phải nói đều là quỷ Không có con quỷ nào Thích con người nham hiểm ác độc có thể bắt quỷ Cho dù những con quỷ ở nhà ma thấy chết không cứu hắn cũng có thể làm loạn nơi đó thành một bãi nước đục để tăng thêm sự phiền toái cho cô gái tóc dài nghĩ vậy con quỷ mượn vận không nói hai lời quay đầu chạy về hướng bờ sông hắn một đường chạy tới đây xa xa nhìn thấy ở phía trên con sông có một chiếc cầu vượt cũ kỹ mà ở bên cầu vượt dưới ánh trăng chiếu rọi loáng thoáng thấy những ngôi nhà mái ngói con quỷ mượn vận vui vẻ dương cổ họng khô rát gào to không xong rồi Không xong Có người muốn giết quỷ Có người muốn giết quỷ Mọi người chạy mau Người đó không rõ trắng đen giết quỷ Tôi tận mắt nhìn thấy cô ta giết mấy người bạn của tôi rồi Cứu, cứu với Có người muốn giết quỷ Chỗ mình là, Cho mình là Tiếng hô gào thét Quỷ phu nhân lúc này đang ngồi ở trên cửa sổ Thò đầu nhìn ra ngoài nhìn thấy một người mặc quần áo bệnh nhân đang chạy tới đôi mắt màu xám của bà ta hung ác là ai muốn giết quỷ con quỷ mượn vận nói là một cô gái tóc dài cô ta đuổi theo ta tới đấy có không ít con quỷ nghe tiếng la hét của con quỷ mượn vận từ trong phòng thò đầu ra mặc dù có trăm con quỷ đi giúp đỡ khu vực bị thiên tai nhưng cũng vẫn có hơn mười mấy con quỷ ở đây dù sao thì vẫn phải có người ở lại trong nhà chứ Đặc biệt là con ma ra lúc này cũng từ dưới sông nhô lên Bộ dáng trông kích động Ai mà lại có thể lợi hại như vậy Lại dám đến địa bàn của chị cố để gây chuyện Nó rất mong đợi Con quỷ mượn vận nhìn thấy nơi này có nhiều quỷ đến như thế Thì trong nháy mắt kích động Nói một hơi dài Nào là cô gái tóc dài độc ác nham hiểm cố thu hút sự coi trọng của bọn họ Tốt nhất là cứ tức giận đến mức Giết cô gái đi ngay lập tức châm ngòi ly rán người nào dám giết chúng tôi chúng tôi là những con quỷ lương thiện được chứng nhận ngay cả đặc bộ cũng thừa nhận cô ta dựa vào cái gì mà giết chúng tôi này người đừng ăn nói bậy bạ chúng ta chỉ là những con quỷ lương thiện mà chúng ta còn có giấy chứng nhận cư trú hợp pháp giết chúng ta là phạm pháp đó người nói người đó người là một con quỷ tại sao lại đoạt xác cơ thể người có phải là người làm chuyện gì xấu cho nên bị người ta săn giết này cái lão già này vừa nhìn đã biết là không tốt đẹp gì Nếu như thực sự có người lợi hại như vậy Bắt một con giết một con Bắt hai con giết hai con Nếu như người thực sự muốn tốt cho chúng ta Thì đi tìm nơi khác mà trốn Sao lại đem nguy hiểm đến chỗ chúng ta vậy Những con tiểu quỷ bắt đầu thì thầm thảo luận với nhau Căn bản là không biểu lộ sự hoảng hốt Kinh hãi Con quỷ mượn vận ngây ngốc Điều này không giống như trong kế hoạch của nó Chẳng lẽ không nên có tình cảm quần chúng Xúc động phẫn nộ hay sao Hỏi người muốn giết quỷ là ai Sau đó họ sẽ cùng nhau đi giết người đó Tại sao còn phải nghi ngờ hắn Con quỷ mượn vận nói Lời tôi nói là thật Chúng ta là bạn mà Bây giờ thói đời Người ta không bao dung những con quỷ như chúng ta Thấy người là kêu đánh kêu giết Thảm hơn thì xuống 18 tầng địa ngục chịu dày vò thiếu chút nữa là hồn phi phách tán vĩnh viễn không được siêu trinh chúng ta là quỷ sống đã vất vả không phải bây giờ là lúc chúng ta nên đoàn kết với nhau sao tôi đến để để báo cho mọi người biết tôi vốn cũng muốn tốt cho mọi người thôi lẽ nào tôi lại lừa dối mọi người thật sự phải cẩn thận đó cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu đừng vì một chút lợi ích nhỏ đã bị những con người hèn mọn lừa dối con quỷ mượn vận là loài quỷ rất am hiểu lòng người. Vừa nói mấy câu quả nhiên đã làm cho bọn tiểu quỷ nghi ngờ luống cuống. Này, nếu như thực sự, có người không phân rõ trắng đen, muốn giết chúng ta, chúng ta phải làm sao đây? Không phải chứ, vậy cũng quá đáng. Tôi còn chưa muốn chết đâu, mà mau đi thông báo cho chị cố, để chị cố tới đây. Con quỷ mượn vận vừa nghe đến, chủ nhà ở đây thì trong lòng vui vẻ. Vị chủ nhà này có thể khống chế cả bảy quỷ vừa nghe đã biết là người không phải hiền lành tuyệt đối là rất lợi hại rất có thể là lệ quỷ trăm năm đối phó với cô gái kia chẳng phải là dễ như trở bàn tay hay sao xem ra là nó đã tới đúng chỗ trong lúc nó đang âm thầm vui vẻ thì không biết là ai hét lên một tiếng ê chủ nhà tới rồi chủ nhà tới rồi con quỷ mượn vận vui vẻ đau đau chủ nhà đâu ra đây cứu ta với mấy con tiểu quỷ chỉ chỉ đằng sau đó Con quỷ mượn vận Vui vẻ quay đầu lại Vừa nhìn thấy cô gái tóc dài Đang dẫm lên trên con quỷ kỳ kỳ bay tới Đặc biệt là mái tóc bay phất phơ trong gió Nhìn trông không khác gì quỷ Đôi mắt gắt gao nhìn mình chằm chằm Trông như là mình nhìn bị Mình đã trở thành con mồi Bị săn giết của cô ta vậy Ê, ai, ai là chủ nhà Chủ nhà đâu tại sao chủ nhà lại là cô ta chứ cô ta đuổi tới đấy thì là người trước mặt đó người không biết chủ nhà là cô gái tóc dài sao à, cái gì con quỷ mượn vận ngây ngốc ngay sau đó chỉ thấy cô gái tóc dài kia vung tay lên hét lên này bắt con quỷ mượn vận kia cho tôi bắt lấy nó cho tôi đó ai bắt được tôi sẽ miễn tiền thuê nhà một tháng con quỷ mượn vận choáng váng, nó sững sờ một lúc. Bầy tiểu quỷ lúc này trở nên điên cuồng. Vốn dĩ đây chỉ là một con quỷ mượn vận. Còn không biết sống chết, lại đắc tội với chị cố. Đây chính là cơ hội tốt được miễn tiền thuê nhà một tháng. Ai mà chê tiền, nhanh, sông lên. Con ma gia và trang tiểu nhân lại có dịp nhìn thấy sự nham hiểm xảo trá của chị cố. Cô ta không chỉ keo kiệt độc ác tham tiền, còn có thói quen mua chuộc lòng quỷ nhìn xem chỉ bằng một câu đã khiến cho con tiểu đám tiểu quỷ bán mạng hơn hai chục con quỷ đang đuổi theo con quỷ mượn vận một hai nhào tới đè nó đến muốn chết chạy cũng không chạy nổi lúc này chị cố chậm rãi đi tới giơ móng vuốt một tay kéo con quỷ mượn vận ra khỏi cơ thể của lão già nắm ở trong tay ước lượng vẫn là rất nặng vừa nhìn đã biết là ăn sẽ rất no con quỷ mượn vận gào thét chói tai Thả tôi ra, thả tôi ra đi, các người không biết tốt xấu. Thông đồng với người bắt người của mình, các người có còn là quỷ không? Cầm miệng, trước mặt chị cố không được láo xược Lại nói, chúng ta không phải là quỷ hay không, không cần người quan tâm. Cho dù chúng ta là quỷ, cũng là quỷ tốt không hại người, không phải là có loại như ngươi. ấy ngươi còn muốn xuyên tạc chúng ta hại người. May mà chúng ta không nghe lời ngươi, nếu không thì giấy chứng nhận quỷ lương thiện của chúng ta sẽ bị tịch thu rồi. Ngươi là con quỷ khốn kiếp. Hết tập 34. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.